Xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Hiện tại thì Dư đang có mặt tại đại siêu thị E-Mart của Hàn Quốc. Đây là một cái siêu thị duy nhất tại Việt Nam của Hàn Quốc, E-Mart. Rất là lớn nha. Buổi trưa ngày hôm nay thì thời điểm cũng gần Tết rồi. Chắc này cũng đang hơn 1 giờ chiều rồi các bạn. Mọi người đi siêu thị rất là đông. So với cùng kỳ của năm ngoái á, thì năm nay có vẻ thì người dân đi ít hơn năm ngoái nhiều các bạn ạ. Ở đây là cái bãi giữ xe này. Đó, cái bãi giữ xe bình thường mỗi năm á, thì nó kín xe luôn. Người đi rất là đông. Năm nay thì người đi ít lắm mọi người. Tết năm nay tất cả các siêu thị Hồ Chí Minh thì đặt hàng cũng cầm chừng thôi mọi người. Không có đặt nhiều như mọi năm hàng hóa. Vì là một phần công nhân cũng như là học sinh họ đã về quê hết rồi. Trước cái cổng chính của siêu thị E-Mart đó thì có những cái gian hàng bán nước ngọt Coca, Pepsi. Rồi đầu cổng đi vào thì có bia Sài Gòn và bia Heineken. Em vừa cập nhật một số cái hình ảnh của đại siêu thị E-Mart, siêu thị Hàn Quốc cho quý vị các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.